Ok, chào Khôi. Dạ, em chào anh. Rất là cảm ơn em là nay bớt chút thời gian cùng với ban truyền thông của nhà trường là đang trong cái quá trình là mình làm những cái tư liệu về kiểu học viên, những người đã tốt nghiệp và đang đi làm việc tại các doanh nghiệp. Thì đầu tiên thì em có thể cho mọi người cùng biết được là thông tin đôi nét về em đi. Vâng, thì em tên là Khôi. Trước đây thì em cũng có học ở trường NIT, mình khóa CP10. Thì sau một thời gian khoảng 2-3 năm học thì em đã tốt nghiệp và bây giờ thì em cũng vẫn theo nghề và hiện tại em đang làm tester cho bên kinh doanh ở chỗ Duy Tân. Thì hiện tại mảng test bên đấy thì em làm về BI Data, về ở trong Data Warehouse thì cứ trích xuất dữ liệu cơ sở rồi test ở cái mức hệ thống ở DB. Đấy là những cái công việc hiện tại thì em đang làm. Hiện tại thì em mới chuyển sang banh một thời gian mới và khi mà làm ở bên này thì thấy nó cũng thoải mái. Sau khi những cái kiến thức mà học ở nhà trường ấy, thì em cũng áp dụng được nhiều cho khi test cho bên ngân hàng. Vì làm ở ngân hàng thì cần thao tác nhiều cơ sở dữ liệu SQL hoặc Oracle. Trước khi mà sang VB Bank thì em đã có một cái thời gian là công tác tại FPT Software đúng không? Dạ vâng. Thì cái lý do thì lúc đó mình lại chuyển từ một đơn vị đang chuyên về công nghệ thông tin chuyển sang một đơn vị là ngân hàng. Khi làm FPT thì đấy là nơi mà gần như là tốt nhất để cho những bạn mới hay là fresher, những người mà chưa có kinh nghiệm mà mình cần biết được về quy trình làm việc tất cả mọi thứ. Nó gần như là một môi trường tốt nhất dành cho những bạn sinh viên mới ra trường để mình có thể vào mình học hỏi. Sau khi một thời gian mình được làm khá lâu ở FPT thì mình cũng muốn ra ngoài, tất cả đa phần là đều nên ra ngoài để tìm kiếm những cơ hội mới và cần có những thử thách mới cho bản thân mình. Thì khi như thế và hơn nữa là mảng về ngân hàng hoặc làm cho các công ty nước ngoài, đấy là những cái cơ hội lớn mà mình, ví dụ mình là mình cần có những cái thử thách lớn hơn một chút để mình có thể đi làm và để có nhiều cơ hội thăng tiến hơn cho bản thân. Thì lúc ấy thì nên ra ngoài, còn mới đâu thì nên làm FPT như thế để học hỏi kinh nghiệm. Đa phần mọi người đều như thế. Ok. Tại vì anh thấy là cái nghề test ấy là nó phải chiếm tới là khoảng 90% là các bạn nữ theo đúng không? Thì cái lúc mà em học ấy thì là có một cái nguyên nhân nào đấy mà để em lựa chọn cái nghề tester không? Thì khi làm nghề tester thì đa phần là các bạn nữ làm. Nhưng mà giờ thì đấy là quan niệm trước đây thôi. Còn giờ khi làm test thì bây giờ các bạn nam làm nhiều. Hoặc là khi đi làm thì các bạn nữ lại làm code cũng có. Nên là giờ những cái đấy thì nó không phân biệt, quan trọng là mình thích làm cái gì. Ví dụ như là mọi người nào mà có thể thấy dev mà làm phải OT nhiều quá vất vả thì người ta cũng muốn chuyển sang làm tester. Như thế thời gian nó cũng sẽ linh hoạt hơn. Và đôi khi thì làm kiểm thử nó cũng có cái thú vị của nó, khi mà cứ phải giả soát và bắt lỗi người khác, đôi khi nó cũng có cái hay của nó. Còn lập trình nó cũng có cái hay riêng của mình, chỉ chuyên để bắt lỗi đúng không? Vâng. Đây thì theo em thì để mà khi mà bắt đầu theo về cái nghề tester ấy thì có những cái yếu tố nào nó cần thiết nhất để cho các bạn bây giờ các bạn bắt đầu vào nghề chẳng hạn? Đấy. Thì nếu như là học tester thì trước đây thì cũng có nghĩ là nếu như chỉ học một khóa khoảng tầm từ 3 đến 4 tháng ấy thì là có thể đi làm nghề được rồi. Tuy nhiên nếu như mà mình học như thế mà không có kiến thức nền của IT ấy, thì 3-4 tháng đấy mình học ấy, thì cái khả năng tiến bộ của mình khi mình theo nghề nó không được nhiều. Nếu như mình có kiến thức nền, ví dụ như là cơ sở dữ liệu, tất cả mọi thứ mình được học như ở nhà trường ấy, một khoảng thời gian, ví dụ như trước đây em học với chuyên viên phần mềm đấy, học như thế thì khi mình có kiến thức nền như thế thì khoảng thời gian của mình làm sẽ tiến bộ rất nhanh. Mình nhanh hơn hẳn so với những các bạn mà người ta không có kiến thức nền IT. Hoặc là kể cả có những cái dự án ấy, người ta tuyển nhưng mà kể professor do FPT đào tạo cái dự án đấy, nhưng mà các bạn ấy không có kiến thức nền về IT ấy, nên khi các bạn làm nói chung bắt nhịp nó khó khăn. Và một khi công việc mà khó khăn thì cái cơ hội phát triển cho mình nó không được tốt. Ví dụ mình học những khóa chỉ có vài tháng như thế nhưng người ta không thể nào truyền tải hết được các kiến thức để cho mình học. Nên là mình cần, nói chung là nếu mà muốn theo nghề test thì nên có kiến thức nền công nghệ thông tin, những khóa học cơ bản đấy. Mình theo học đấy thì mình sẽ cơ hội phát triển nhanh hơn so với những bạn như thế.
Thế thì theo em thì mọi người thường quan điểm là ví dụ như đi học công nghệ thông tin làm về dev thì cảm thấy nó khó thì mới rẽ sang tester. Vậy thì cái quan điểm đó theo em là có đúng hay sai? Một phần thì cũng đúng, một phần thì cũng không hẳn. Nói chung là trước đây thì mình nghĩ nó đơn giản thì đôi khi nghĩ là test nó dễ. Nhưng đôi khi làm thì đôi khi tester chịu trách nhiệm về sản phẩm về ra, đôi khi nó sẽ áp lực, đôi khi còn mệt mỏi hơn. Và có những tùy đặc thù test, có những nơi mình làm mình sẽ phụ thuộc vào test. Cho nên là việc nghĩ là làm test đơn giản hơn thì cũng không hẳn là đã đúng rồi. Bởi vì có những lúc mà mình cần biết nhiều thứ để mà test được cái phần mềm đấy. Nếu nhất là mình còn học về những cái về code mình hiểu rồi thì mình thấy là như này là test thì nó cũng không hề đơn giản. Ok. Thế là tức là mình nếu để mà theo nó một cách nhanh nhất là mình phải có kiến thức nền tảng về công nghệ đúng không? Yeah. Như các em học là học về lập trình và mình đi làm về test thì đấy là một trong những cái điều kiện nó rất là thuận lợi rồi. Yeah. Ok, thế thì cũng hôm nay là cảm ơn em đã mất chút thời gian là cùng với ban truyền thông của nhà trường là mình có thể chia sẻ đôi nét về công việc của mình. Và cũng xin thay mặt nhà trường là xin chúc em cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Và chúc cho công việc của em là ngày càng thành công. Cảm ơn rất là nhiều. Yeah.